Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Chuyện Nghề Làm Đẹp được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTC6 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, tôi đến với nghề làm đẹp này và cũng đã có 5 năm là đào tạo trong cái lĩnh vực về spa. Và trong rất nhiều năm đào tạo đó, có những cái học viên đã để lại cho tôi rất là nhiều ấn tượng. Và trong đó thì có những cái bạn mà hiện tại thì rất thành công. Và ngày hôm nay, Ân muốn mời đến trường quay của chúng ta một cô gái mà Ân rất ấn tượng, bởi vì cô này xuất thân từ là một cô giáo dạy cấp 2 và sau đó rẽ ngang cái bước đường sự nghiệp của mình, đi mở một cơ sở làm đẹp, rồi sau đó mở được thêm 2-3 cơ sở nữa, rồi lại có một trung tâm làm đẹp, và hiện tại thì cuộc sống của bạn ấy rất là thành công. Và quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bà chủ của chuỗi Sensai Spa, bạn Bùi Hảo. Và xin chào bạn Bùi Hảo. À, xin chào bác sĩ Nguyễn Quỳnh Ân ạ. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Nghề Làm Đẹp ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn Bùi Hảo đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn thân mến, cô gái ngồi đây trước mặt của chúng ta, thì các bạn có thể tưởng tượng được không, cách đây khoảng tầm 4-5 năm về trước thì cô gái ấy có một cái gương mặt là rất là nhiều mụn. Và ngày hôm nay thì nhìn thấy bạn rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Chúng tôi không thể nghĩ được trước kia bạn đã có những cái quãng thời gian bị mụn như vậy. Và ngày hôm nay thì Hảo có thể chia sẻ lại những cái quãng thời gian đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống và cái công việc của bạn không? Thực sự thì nói về cái quãng thời gian mà em bị mụn ngày xưa ấy, thì nó là một cái quãng thời gian ám ảnh vô cùng kinh hoàng đối với em. Em bị mụn thì khoảng tầm hơn 10 năm, bắt đầu từ khi mà em học cấp 3, từ khi em làm sinh viên và đến cả cái quãng thời gian em đi làm. Nó đã lấy đi của em quá nhiều thứ, công việc rồi mọi mối quan hệ trong cái cuộc sống của em. Và thực sự là em cứ nghĩ là em không bao giờ em chữa được mụn. Nhưng anh biết đấy, thực sự là ai bị bệnh thì sẽ là vái tứ phương. Thì em cũng như vậy thôi. Từ các phương pháp từ đông y, tây y tới cả những cái mà phản khoa học như là rượu rễ cây, sưng đỏ bong chóc em cũng có qua sử dụng. Và tới cả những cái kem trộn mà có chứa thành phần corticoid em cũng sử dụng rất là nhiều. Và không những là không hết mụn mà thay vào đó thì làn da lại càng ngày càng mỏng, càng yếu đi. Và thực sự em đến bây giờ em vẫn thấy là cuộc đời em rất là may mắn khi mà em gặp được anh. Khi mà anh có thể gọi là cứu vãn lại cái làn da của em. Những cái phương pháp mà trước kia Bùi Hảo đang sử dụng ấy, thì đó là những phương pháp nó chưa được kiểm chứng. Dạ vâng. Ví dụ như trường hợp bạn ngày xưa bạn nhớ bạn bị mụn viêm đúng không? Đúng rồi ạ. Thì bạn lại đi sử dụng những loại như lăn kim hoặc là kem bôi corticoid hoặc là những cái thủ thuật ví dụ rượu thuốc, thì nó sẽ làm cái tình trạng viêm của bạn càng ngày càng nặng hơn. Cũng may là chúng ta gặp nhau nó kịp thời, đúng không ạ? Dạ vâng. Không thì các bạn biết rằng là cái sẹo rỗ là một biến chứng thường gặp sau mụn trứng cá. Vâng. Cho nên là điều trị mụn trứng cá còn dễ, chứ điều trị sẹo rỗ lại vô cùng khó. Ngày đó tôi gặp bạn thì bạn chưa mở spa. Dạ thì vâng. Không hiểu cơ duyên nào lại khiến bạn quyết định bạn lại mở một spa. Và tôi còn biết được nữa là bạn đã học xong sư phạm. Đáng lẽ tương lai của bạn sẽ trở thành một cô giáo, nhưng lại bạn lại gác cái ước mơ từ thời thơ ấu đó và bạn lại chọn một cái con đường là làm cô chủ spa. Thì bạn có thể chia sẻ về hành trình cuộc đời của bạn. Dạ vâng, thực sự là cái thời điểm mà em bén duyên với cái ngành spa này ấy, thì cũng chính là cái lúc mà em điều trị mụn thành công. Thì lúc đó thì em thấy rằng xung quanh em vẫn còn rất là nhiều người đang bị mụn. Và em rất là hiểu cái tâm trạng của họ và cái cảm giác của họ khi mà mụn nó cứ đeo đẳng mãi trên da như vậy. Thì em mới bắt đầu là em nhen nhóm lên cái ý định là em sẽ học cái ngành spa này. Thì ngày đó thì bạn mở ra thì có khó khăn gì nhiều không? Thực sự là quá nhiều khó khăn, tới cái mức mà đến giờ mà em nghĩ lại ấy, thì em thấy là cái nỗ lực của bản thân mình khá là lớn trong cái thời điểm đó. Vì là em là một cái dân ngoại đạo, em thì học sư phạm ra, thì mọi kiến thức về kinh doanh thì em hoàn toàn là con số 0 thôi. Thì khi mà em chuyển hướng theo cái ngành kinh doanh này ấy, thì em trong tay em chỉ có đơn thuần là những cái phác đồ điều trị. Là khi mà em theo các khóa học của anh thì em chỉ biết là điều trị như thế nào cho hiệu quả. Mà em không nghĩ là con đường
kinh doanh nó lại khốc liệt như vậy. Bởi khi vào cái ngành spa vào cái thời điểm đó ấy, em cũng cái khu vực của em ấy cũng có khá là nhiều những cái spa mà tương đối lớn, mà họ đã chi trả rất là nhiều tiền cho marketing rồi mọi thứ, mà trong tay em thì em hoàn toàn không có gì cả. Thì em bắt đầu theo cái con đường kinh doanh của em, tức là em bắt đầu phát triển cái con đường kinh doanh của em bằng cái việc là em cũng rất là may mắn vì là có cái sự ủng hộ của bạn bè, người thân, những cái người mà đã chứng kiến cái tình trạng mụn của em trước đó. Thì khi mà mọi người rất là tin tưởng là giao lại cái khuôn mặt để cho em điều trị, thì em đã dành trọn cái tâm huyết để điều trị cho những người đó. Và cái kết quả là nó đã thành công rực rỡ. Thì khi mà bắt đầu là những cái người đó thành công rồi thì bắt đầu họ lan tỏa dần tới những người bạn bè và những người thân xung quanh của họ. Nhiều người dám nghĩ nhưng mà không dám làm. Còn bạn là gì? Dám nghĩ, dám làm. Đó, vượt ngưỡng đó là gì? Bạn mở cái trung tâm đào tạo cho các bạn là muốn theo nghề spa và làm đẹp. Dạ vâng. Thì là cái điều này thì bạn có thể chia sẻ một chút về cái dự định mà bạn đang làm và dự định gì đó sắp tới không? Dạ vâng. Đó là trong cái quá trình mà khi mà em điều trị thành công cho khách hàng ấy, thì có rất là nhiều các chủ spa cũng nhắn tin cho em và cũng muốn em là chia sẻ về cái phương pháp em đang điều trị cho khách hàng. Rồi và họ cũng chia sẻ rằng là khi mà họ điều trị cho khách hàng thì nó hoàn toàn không hiệu quả. Thì lúc đó em bắt đầu là em mở một lớp nhỏ nhỏ thôi, là để mà đào tạo cho các chủ spa về những cái kinh nghiệm, tức là truyền đạt lại những cái kinh nghiệm và những cái bí quyết khi mà em điều trị cho khách hàng như thế nào. Và dần dần thì cũng có rất là nhiều những cái khách hàng mà em đã điều trị thành công và cũng muốn theo cái con đường của em, thì là em bắt đầu là em mở ra một cái trung tâm đào tạo về thẩm mỹ. Thì ngày xưa thì em cũng học sư phạm, thế nên là khi mà đến giờ này là tiếp tục cái con đường mà đào tạo và dạy nghề như thế này thì nó cũng là một cái thế mạnh của em, nên là em cũng thành lập được cái trung tâm đào tạo này và đã có khá là nhiều học viên. Và đến hiện tại thì các học viên đó thì sau khi mà theo tham gia cái khóa học của em ấy thì đã mở spa và cũng đang vận hành spa của mình khá là tốt. Thế cái điểm khác biệt của trung tâm của em ấy so với những cái trung tâm khác thì có những cái điểm khác biệt nào thì em có thể chia sẻ được không? Đến với trung tâm đào tạo thẩm mỹ Sensei của bên em thì em luôn đào tạo các bạn bằng chính cái tâm, và em đào tạo bằng chính những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà em đã đúc rút được sau bao nhiêu năm em làm nghề. Và các bạn học viên khi mà mới đến bên em nhập học thì em luôn giúp các bạn định hướng cái con đường đi trong tương lai của các bạn như thế nào. Và đặc biệt là trong cái quá trình đào tạo của bên em thì bên em luôn là đào tạo giữa lý thuyết và thực hành song song với nhau, được cầm tay chỉ việc và được thực hành lên mẫu thuật 100% để khi mà các bạn ra nghề là hoàn toàn không bị bỡ ngỡ khi mà điều trị hoặc là chăm sóc cho khách hàng. Ngoài ra thì bên em luôn có một cái chính sách hỗ trợ cho các bạn. Đối với các bạn mà muốn mở spa thì bên em sẽ giúp các bạn là tư vấn cho các bạn setup spa như thế nào và tư vấn, cố vấn các chiến lược để các bạn có thể vận hành spa trơn tru nhất. Một điều đặc biệt nữa đó là trong quá trình đào tạo của bên em sẽ có cái hỗ trợ chọn đời cho các bạn về sau, sẽ cùng đồng hành cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn mở spa. Và khi mà có bất cứ một cái kiến thức update chuyên sâu nào thì các bạn sẽ được học mà hoàn toàn không mất bất cứ một cái chi phí nào cả. Đối với lại cái việc kinh doanh spa thì không phải là mỗi kiến thức chuyên môn mà mọi người có thể là ra vận hành một cách thành công được. Thì bên em luôn có một cái khóa học để mà đào tạo về những cái kiến thức marketing để giúp cho các bạn là có thể định hướng và có các bạn có những cái chiến lược để mà vận hành spa được tốt nhất ạ. Thế thì là chúng ta có chuyên môn này, chúng ta được đào tạo về kỹ năng mềm này và chúng ta lại được nâng cấp nữa sau khi chúng ta học ở trung tâm của bạn. Thì chắc chắn là anh nghĩ là sẽ rất nhiều bạn học viên là chúng ta rất là thích thú và lựa chọn cơ sở của bạn. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã gặp gỡ một vị khách mời đến từ một cô gái đến từ mảnh đất Phúc Yên, đúng không ạ? Và đã có một chúng ta được nghe câu chuyện là cô ấy trưởng thành từ lúc một cô gái bị mụn, sau đó mở spa và bây giờ mở trung tâm làm đẹp. Và qua đây ấy, thì anh cũng muốn giới thiệu cho tất cả các bạn đang còn đam mê cái ngành làm đẹp này một địa chỉ, một cơ sở uy tín về cái đào tạo để giúp cho cái con đường về sau này khi các bạn hành nghề làm đẹp và phục vụ cho cái ước mơ của các bạn ấy được tốt hơn. Và kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện Nghề Làm Đẹp đến đây cũng là kết thúc. Quỳnh Ngân xin cảm ơn tất cả cái sự theo dõi của anh chị và các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp. Xin chào.